Chào cả nhà mình nha. Bữa thứ sáu cũng đặt lợp dở mấy cái lợp á, được mấy cá lóc. Hôm nay thứ sáu nướng cuốn bánh tráng luôn nha cả nhà. Lát nướng chín mà cả nhà mình cùng ăn luôn nha. Giờ nhóm lửa thì hết rồi cả nhà. Giờ nướng. Nướng này. Quạt lên cho nó phát than. Cá lóc này mà cuốn bánh tráng ngon lắm cả nhà. Cá lóc này cá lóc đồng nữa. Thứ sáu dở đặt những cái lợp không chín. Bốn con có cái rô có sạch nha. Nhà con nướng mấy cá lóc. Thơm quá cả nhà ơi, mới chở qua bên thơm quá thì thơm luôn. Quá thơm. Mới chở qua thêm nữa cả nhà, hôm qua thì chở qua nó vàng hết bên cả nhà, hôm qua cả nhà. Giờ đây cắt mới rau nha cả nhà. Hello cả nhà. Có đứa cháu nội nó hé lô cả nhà nè. Giờ đây chú cháu đằng đó hái rau cả nhà, cắt mới rau nha cả nhà. Rau giếp cá này của nhà chồng. Có hai đứa cháu nội chú Sáu cũng theo bà nội để cắt rau luôn cả nhà. Đó. Cắt tiếp đi cả nhà. Cái đó là cô. Này ta vị hay là gì ạ? Cái này húng lũi. Húng lũi hả? Có trồng mới rau húng lũi nè cả nhà. Chú Sáu cũng cắt lắc vô ăn kèm với cá lóc nướng nè cả nhà. Húng lũi có, tay vị cũng có cả nhà. Tay vị nè, nó thơm dữ lắm cả nhà ơi. Thơm giống như là thơm sâu vị vậy đó. Được lỗ nhiêu đây có hai thùng không bằng lỗ cả nhà. Gần chín rồi cả nhà ơi, thơm quá chừng thơm luôn. Chú Sáu cũng chở qua nãy giờ mấy lần. Có chuẩn bị cái gì hết nè cả nhà. Chuẩn bị cái gì hết. Những cái gì hết lắc để mấy cá lên. Chở qua lần nữa cả nhà. Cho nó vàng đây. Mấy cái lưng khác khác cái lưng chút xíu chín hết nha cả nhà. Chú Sáu cạo giải. Ở bớt ba dải khét khét. Thơm quá chị thơm. Chảo ra sạch chân luôn nha. Đây còn bự chả bá nữa. Rồi. Chín hết rồi cả nhà. Cá lóc nướng chín rồi mà cả nhà mình cùng ăn luôn nha, ăn gia đình chung với gia đình chú Thím Sáu luôn nha. Đây có mấy con tôm, rìm mấy con tôm đem lên cuốn chung với bánh tráng cả nhà. Nhà Thím Sáu cũng làm mới củ kiệu ăn kèm luôn cả nhà ơi. Đây. Bye-bye.
Rồi. Mời cả nhà mình cùng ăn cá nướng chấm nước mắm của bánh tráng với gia đình chú ông Sáu luôn nha. Có hết rồi nè. Có tím Sáu ngồi chào ông Sáu luôn. Tráng nhà bánh tráng có tô nước sẵn luôn, đầy đủ hết. Cá lóc cuốn bánh tráng nha cả nhà. Rồi bánh tráng, cá lóc cuốn bánh tráng nha cả nhà. Dặn mấy bữa nay cái ruột nó sạch trơn luôn. Quá ngon. Sạch ruột luôn. Toàn thì ngọt. Tiếp rồi nha, tiếp trái thứ hai nha nè, uống mình hai cái bánh trái nha. Con biết bà ăn mẹ con ăn mẹ đó, con biết ăn hết con ngồi cá. Rau nó thì ở nhà rau cắt chịu ăn, có mua mấy cái dừa thật cái cố hiệu cũng mua nha. Cá quá. Wow. Quá ngon, miếng vàng thật luôn, tính vô cùng ngon. Mà nó chán ngon. Cá nướng phải nướng ta. Cá nướng, cá nướng. Quá ngon, kẹp thêm cái ruột nữa. Quá ngon nè. Quá. Ủa,
cái này thì ăn nha. Qua tới nè. Mời đi nhổ nước nha. Cái bọn mình cá mình tập lâu lâu ăn bữa này nghe ngon quá cả nhà. Quá giàu. Trứng cá lóc cuốn mấy cá nữa, cá bóng niềm mà không có niềm thì ăn nước tắm được ngon luôn.
có mùi. Ngon quá. Ăn chán còn cũng ngon. Ăn lắm con. Con đi ngoại con ăn đi. Mà clip này chú Sáu dừng tạm dừng ở đây nha. Chúc cái nhà mà cháu cuốn bánh tráng ngon. Chào. Hẹn clip sau đây nha.